ban đầu thì rất là khó khăn vì không có cái chỗ đậu xe đó. Nói không có khó khăn là cũng không đúng, tại vì Tiffany phải đi làm full time rồi có con nhỏ nữa. Cảm ơn chú Anh Phương đồng hành cùng với Tiffany trong việc học việc chú. Cái khó khăn nhất của tụi Hà là cái sự trung tín. Sau những lần cầu nguyện để Chúa thêm sức đã quen dần và tức lấy là thỏa lòng và vui. Thì nói ra không có khó khăn gì hết, nhưng mà nhớ tình thương Chúa đối đáp với gia đình Hải Thơ thì mình cũng đối đáp cho mọi người. Chúa ban phước rất là nhiều, tại vì ban đầu thì có 6 người thôi. Dạ, nhưng mà bây giờ đã lên đến 11 người. Mà những cái người anh chị em mình mà định nhóm họ rất là trung tín và yêu mến lời của Chúa. Dạ. Rồi anh chị em cũng là thương yêu nhau một cách rất là thật tình. Dạ. Trong đó có bà Kỷ, mặc dù bà 80 mấy tuổi bà bệnh vậy đó, nhưng mà rồi khi nào cũng có anh chị Kiệt đó, rồi dìu bà qua, rồi bà nhóm xong rồi dìu bà về. Khi mình học một group với nhau á, thì mình sẽ học đến nơi đến chốn và mình cũng học được cái kinh nghiệm của các anh chị. Khi mà mở nhóm nhỏ ra, cái điều mà mình cảm thấy được phước nhất đó là gia đình của mình được học lời Chúa nhiều hơn. Con cái cũng nhìn thấy những cái tấm gương đó mà mấy em nhỏ cũng có được sự khích lệ hơn. Anh em có sự tăng trưởng, có một cái nền tảng được kinh thánh. Anh em có sự yêu thương với nhau, gắn bó nhau hơn. Anh em cũng cầu nguyện chia sẻ những năng đề. Cái điều lớn nhất là Phương Hà thấy là các con các cháu của tụi này tới nhóm kinh thánh. Trong nhóm chúng tôi rất là care với nhau, yêu thương và chăm sóc nhau. Tôi thấy được cái tình thương đó khi tôi bị tai nạn, không nấu ăn được thì các con cái Chúa cũng có nấu ăn, đem đồ ăn đến cho tôi. Cảm ơn Chúa là Chúa ban phước là thấy ba mẹ anh Hải cũng được vui, được học kinh thánh, được thông công, rồi mẹ Thơ cũng được học lời Chúa, được vui. Rồi Thơ với Hải càng ngày mở nhóm thì càng có cái sự mà mình học về Chúa, tự nhiên Chúa ban phước cho mình hạnh phúc hơn, vui hơn. Rồi con, rồi cháu của mình, hai đứa con gái, rồi hai đứa cháu gái, nó cũng thấy mình học về Chúa thì nó cũng phụ giúp luôn cả nhà phục vụ Chúa. Và trong 6 năm qua thì Chúa cho rất là phấn khởi vì có được một số anh chị em đến nhóm họp, có những người mà cũng volunteer để mà làm thức ăn cho nhóm nhỏ, cũng như cũng có một số anh chị em mới và cũ cũng hợp tác trong việc đưa đón những anh chị mà không có phương tiện đến nhóm họp, và mỗi người làm vì lòng yêu mến Chúa, cũng như về thấy nhu cầu của các anh chị em. Thân hữu cũng được mời đến, và qua cái sự sinh hoạt trong nhóm nhỏ, sự quan tâm của các anh chị và sự chăm sóc đặc biệt, thì các thân hữu này cũng đã đặt lòng tin nơi Chúa. Qua nhóm nhỏ thì một số các anh chị cũng có cơ hội phục vụ Chúa. Khi nhóm chúng tôi cũng cần thêm người giúp trong việc đàn hát và cũng như trong việc ẩm thực và đưa đón, thì Chúa lại cung ứng đúng nhu cầu, và chúng tôi chỉ biết cầu nguyện dâng lên cho Chúa. Cũng như có một số em trẻ cũng có đến nhóm và cũng cần giữ trẻ, thì Chúa cũng cho có người volunteer để giữ trẻ, để buổi nhóm cũng được có sự yên ổn để mà mình học lời Chúa. Hội thánh cũng nhớ cầu nguyện để qua nhóm nhỏ này thì cũng có thể là một cái cầu để đưa những người thân hữu đến với Chúa, cũng như cũng là một cái chỗ để cho con cái Chúa tập hợp và có được một cái sự quan tâm, một sự liên lạc mật thiết với nhau trong tình anh em, trong hội thánh của Chúa.